Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, dự báo mức tiêu thụ thủy sản tại thị trường trong nước sẽ tăng mạnh trong thời gian tới khi người dân có mức thu nhập cao hơn. Mức tiêu thụ sản phẩm thủy sản theo đầu người của Việt Nam tăng trưởng hàng năm. Năm 2017 đạt khoảng 31 kg một người. Dự báo con số này sẽ đạt 33-35 kg một người một năm vào năm 2020. Tiêu thụ thủy sản nội địa đã góp phần ổn định sản xuất khi xuất khẩu gặp nhiều khó khăn trên thị trường thế giới. Hiện có 600 cơ sở chế biến quy mô công nghiệp, sản xuất hàng xuất khẩu, còn có gần 4.000 cơ sở chế biến quy mô vừa và nhỏ. Các làng nghề chế biến thủy sản phục vụ trong nước mỗi năm chế biến được khoảng trên 540.000 tấn sản phẩm.